để trở lại chương trình thì Ngọc Tương cùng với anh Nguyễn Ca xin gửi tặng đến toàn thể quý vị bài tân cổ được mang tên Chợ Mới. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bà con biết không, hai đứa tôi đã yêu nhau 60 năm. Có 6 năm mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, còn mẹ, mẹ quay ngang, mẹ bảo. Mẹ bảo sao vậy anh? Mẹ bảo thằng Kha cái tánh cọc cằn, sợ sau này con xương về Mỹ nó ăn hiếp. Con thương hả? Nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu trăng. Làng xóm bàn tới bàn lui, anh buồn đã buồn. Từ cái bữa nhà anh sang và hỏi, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi dặn ở bờ sông. Hôm có lệnh tổng quân, sao anh không có cho em biết? Anh sợ cái lắc đầu và một tiếng không. Rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng giọng chỉ gợi buồn cho người đi kẻ. Chờ chạy dưới lòng sông
người lên rù quá. Sao mà 6 năm rồi em không có thấy anh về thăm em vậy? Anh buồn quá em ơi. Tuy có buồn nhưng anh đâu dám giận, bởi cha mẹ nào cũng nhìn hạnh phúc của con. Lỡ một lần sẽ duyên không phải bên, là trọn đời chỉ chú con mà thôi. Anh chưa về vì biến cương còn bọc giặc, tiếng nhớ em nhiều như chờ mới thủy chung. Nhớ mẹ hiền lành những lòng khăn khai, nhớ bên sông xưa em và áo buồn. Lâu lắm. Dạ xin cảm ơn rất nhiều. Xin thay mặt nam nghệ sĩ Nguyễn Kha, nghệ sĩ Ngọc Thương xin cảm ơn quý vị rất nhiều.